Rồi, chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Da Chai nha các bạn. Hôm nay thì mình có bán thêm một đồ mới về nữa nha các bạn. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Thì nói chung ra từ mình kể từ ngày hôm nay mình quay hàng, quay đơn hàng này thì mình báo giá thì khoảng bữa ít bữa nữa, khoảng 3-4 bữa nữa mình sẽ ngưng bán 2-3 ngày nha anh em. Thì mình bằng công chuyện mình nghỉ ngày rồi mình bán nha. Anh em nào có mua thì cứ liên hệ mình ha. Thì hôm nay mình báo giá mình bán các mặt hàng nha anh em. Thì bên đây giá là điếu Nagin nha anh em. Điếu Nagin đó là lâu lâu mới có một lần nha. Nhưng mà điếu Nagin này, điếu Nagin này, điếu na thường anh em lấy điếu na thường đó thì điếu na thông dụng nó cũng y gan vậy nha. Nhưng mà nó giá nó có 25 mà. Còn điếu Nagin này là một điếu nó 28.000 nha anh em. Một điếu nó 28.000. Đó. Điếu Nagin là đít nó gin gì luôn nè anh em. Đít nó gin y gan gì luôn nè ha. Đúng gin theo bếp luôn nha anh em. Này nó y gan trong hãng nó lấy ra là trong bếp luôn, theo y gan trong bếp mới mình luôn vậy đó. Một điếu này 28.000 nha anh em. Một điếu Nagin là 28.000 nha. Anh em muốn lấy bao nhiêu lấy nha. Mình ở đây có vài chục điếu. Thì anh em muốn lấy bao nhiêu thì cũng có nha. Ăn thua cái giá cả thôi. Thì còn bên đây là mình báo giá thêm một cái này. Thì đây là bộ đế ấm siêu tốc. Đó. Và công tắc ấm siêu tốc. Thông dụng để thay cho các loại ấm siêu tốc. Ha. Đây công tắc ấm siêu tốc và bộ đế ha. Thì nói chung ra mình nói anh em nghe, công tắc siêu tốc này là một chục là giá 70. Một chục cái giá 70.000 nha anh em. Đó. Mà anh em mua những cái đơn hàng bên mình đó là dưới 1,5 triệu là anh em phải chịu tiền phí ship. Thì cỡ này tiền phí ship, tiền hàng á là các tỉnh đều nó hơi giảm chút xíu rồi đó nha anh em. Thì nói chung ra là nó đỡ tiền phí ship hơn mua lần một chút xíu. Ví dụ đơn hàng đỡ hơn vài ngàn. Còn anh em nào mà mua đơn hàng trên 1,5 triệu á, thì mình chịu phí ship cho anh em khỏi nói. Công tắc ấm siêu tốc là giá 70.000 một chục. Còn bộ đế ấm siêu tốc này là giá 150.000 một chục nha anh em. Một bộ như vậy là 15.000. Anh em nào có mua thì liên hệ mình ha. Cái này lúc nào cũng có nha. Đó. Mình giới thiệu từ món đồ nha anh em. Thì mấy cái vít này. Vít hộp Kabushi ga băng nha anh em. Vít này vít Nhật nha, luyện kim rất là cứng nha anh em. Vít này nó đa năng. Bộ vít hộp đa năng nha. Thì nó có đủ đầu lục giác với đầu tam giác đồ đầy đủ. Bộ vít này để dành cho anh em dặn máy sinh tố đồ, những cái hộp điện đồ, hoặc là xài máy may đồ chỉnh được tất cả các loại hộp điện nhỏ ha, ngay cả làm sửa điện gia dụng trong nhà chẳng hạn như ổ điện đồ, anh em dặn đều được hết ha. Thì bộ vít này nó gọn, nó nhỏ gọn, thon gọn nhưng mà dặn được hết. Một bộ là gồm có là 2-4-6 cây. Một bộ này nó nằm trong cái hộp mũ nha anh em, hộp nhựa nha. Một bộ giá 80.000 đó. Một bộ giá 80.000 anh em. Vít này rất là cứng nha anh em, đủ đầu luôn. Đó, đầu 2 ke, 3 ke dẹp đồ có đầy đủ ha. Lục giác, tam giác đồ có đầy đủ hết. Lớn nhỏ đồ, lục giác nhỏ lớn đồ có đầy đủ hết. Bông mai có đầy đủ hết. Một bộ gì là giá 80.000 nha. Một hộp giá 80.000. Anh em mua mấy hộp cũng có nha. Tại vì ở đây mình có dự trữ hàng rất là nhiều. Những cái món nào mà tốt thì mình luôn luôn mình để dành bán cho anh em. Thì hôm nay mình có về cái này một ít để mình bán cho anh em. Cái này là bộ điều tóc. Điều tóc tăng giảm cho máy phan, máy mài hay hoặc là anh em. Cái này nói chung ra là 1500W anh em. 1500W, hai cái đường dây này nè, hai cái này là dầu nè anh em. Hai cái này là dầu. Hai ngõ này là dầu, còn hai ngõ ngoài đây là ga nghe, hai ngõ gần công tắc là ga. Hai ngõ gần công tắc dặn này là nó ga nghe anh em. Hai ngõ này ga, còn hai ngõ này là điện dầu 220, còn hai ngõ này là ga 220. Là cái này là điều tốc 220 nghe, cho phan mài đồ được hết luôn nha anh em. Thì nói chung ra là 1500W nha. 1500W anh em là xài cho mấy cái lò điện đồ vẫn được nha. Hoặc là máy phan, máy mài, máy cắt cầm tay đồ được luôn nha. Cái này là tự về anh em chế hộp, anh em gắn dây vô. Đây là điện 220 vào hai đầu nha anh em. Điện 220 ra hai đầu. Một cái như vậy là mình bán là giá. Anh em 70k một cái nha. Một cái điều tóc như vậy, một cái bo điều tóc như vậy bán 70k. Gọi 1500W nha. Đó.
Còn bên đây hôm nay á, mình bán cái đầu khè nè anh em, đầu khè ga nè, đầu khè ga này mà nó an toàn anh em đó. Mình về ít đầu khè ga này thì mình để bán cho anh em ha, thì anh em nào có nhu cầu thì mua ha. Đầu khè ga này mình bán giá 70 nha anh em, 70 ngàn một cái nha, mình về một ít để mình bán thôi. Nhưng mà đầu khè ga này nó an toàn cho anh em xài, cái cần nó dài, điểm thứ nhất, điểm thứ nhì, cái cần này bằng thau đó, cần này bằng đồng thau anh em, bằng đồng thau đó, nó chất lượng hơn cái loại mà súng bóp nha anh em. Súng bóp á, anh em mua mắc hơn mà nó dở, và cái loại này nó an toàn, nó chất lượng nè anh em, thấy không nè, ta giới thiệu nè, thấy không, nó có cái tốc độ chỉnh nha anh em, tốc độ chỉnh nằm ở đây để mình thử cho anh em xem nha. Một cái như vậy là cái đầu khè ra 70 ngàn nha anh em, nhưng mà cái này là mình tự đốt nha anh em đó, nó cũng không có khó gì anh em ơi. Đây, để mình tắt cái quạt ha, mình tắt cái quạt mình đốt thử cho anh em xem. Để chút để mình lấy cái quẹt. Đây anh em, để mình lấy cái chai ga. Đây cái chai ga của mình đây ha. Thì cái đầu khè này nó đơn giản lắm anh em. Thì nói chung nha, này mình cũng có thử rồi nè. Đó, thì mới vô thì mình dặn siết vô gì ha. Dặn nhả ra, dặn giãn ra từ từ thì mình nghe cái hơi ga của nó ra, hơi khè nhẹ cái bắt đầu mình đốt ha. Đó, giờ mình đưa đầu vô đây nè, cái nhàm này nè. Cái nhàm dư này nè, thấy không? Mình đưa vô cái kẻ này ha. Mình đè sát vô. Anh em nào mà đó, đè sát vô thấy không? Dặn qua ha, dặn qua là nó gài rồi anh em. Thấy không? Cái mình nhả cái này ra nè anh em. Rồi nhả ra hơi nhẹ nhẹ từ từ như kiến bò vậy anh em. Đó, nghe cái hơi ga nó kè nè, đó. Đó, anh em thấy không? Nè, nó có lửa rồi đó. Đó, anh em thấy không? Ok á anh em. Đó, nó có lửa cháy á, còn cháy đó anh em. Cháy lửa rất là đẹp luôn nha anh em, đó. Cái này anh em khè đốt đồ được tất cả luôn nha, nó an toàn. Cái đầu khè này mình gài vô chai ga xài rất là an toàn, với lại cái cần này nó dài nè. Còn cái loại mà súng bóp á, anh em, súng bóp nó có IC á, là anh em xài nó an toàn, với cái đầu này nó dặn ra được nha anh em, dặn ra được luôn nha, nó dặn cái ống đồng này ra được luôn, dặn cái ống đồng này ra được luôn. Rồi ví dụ như anh em về anh em xài, anh em mua mới về anh em nhiễu một giọt nhớt vô đây cho tôi, giọt nhớt vô trong cái lỗ này nè, để mình gài ra mình xài nó rất là an toàn, cho nó nở cái gòn ha. Mình đưa vô là mình bật gài qua là rồi, xài chất lượng luôn. Một cái như vậy là 70 ngàn nha anh em, 70 ngàn anh em để dành làm của xài luôn đó, để khè này khè nọ ha. Còn cái này là cũng giá 70 ngàn luôn nha anh em đó. Còn để mình giới thiệu thêm, thì nói chung ra là mình chỉ kêu sơ sơ là vài món đồ thôi anh em ơi, tại vì hôm nay mình không có quay chính thức là đồ nhiều. Với anh em mình báo cho anh em biết á, là cái ống ghen 3 ly với 4 ly nè, ống ghen co nhiệt nè, một bịch như vậy là nó 2 mét nha anh em, một bịch gì là nó 2 mét, mình bán 1m5 ngàn một bịch 2 mét. Mình cắt ra một tắc như vậy nè, một tắc một cộng nè, cho anh em về anh em muốn cắt ra khúc làm 3 khúc, anh em nối hơi vô cũng tiện nữa. Với lại á, theo dù mình bán mét, mình cuốn lại á, mình cuốn lại nó sẽ giao tới cho anh em, nó bị cóc tùm lum hết trơn á, rồi anh em xài nó không có đẹp. Cái mình cắt gì nè, bịch 10 ngàn anh em, 4 ly nè, 4 ly 3 ly cũng bịch 10 ngàn nha. Mình cắt gì cho nó gọn cho anh em xài vô bịch, với gỡ hàng tới chỗ là anh em thấy nó im, nó thẳng thớm gì anh em dễ xài ha. 3 ly 4 ly nha, ống ghen co nhiệt nha, 10 ngàn bịch đó. Còn bên đây á, là kìm tuốt, kéo thuốc dây và kìm tuốc dây nha anh em. Thì mình đã cũng đã có giới thiệu qua rồi, cái loại này á, và giật cắt kiển và cắt dây chì, cắt ton và tuốt dây điện, một cây gì là 90 ngàn nha anh em đó, một cây giá 90 ngàn nha. Còn bên đây là điếu hồng ngoại nha. Nói chung ra những mặt hàng bên đây mình bán á, anh em mua bao nhiêu cũng có nha. Điếu hồng ngoại đen này là thay chế cho các loại bếp, chẳng hạn như là anh em xài bếp điếu đồng, điếu như gì thì xài miếng đồng, thì anh em cứ thay điếu hồng ngoại vô nè, anh em xài vẫn được nha. Một điếu như gì là giá 45 ngàn, mình tặng một cái bát, mình tặng một cái bát nha. Ví dụ như xài lâu ngày cái bát nó cũng mục, rồi mình tặng cái bát mới cho anh em.
Còn điếu này á, là một điếu giá 50.000, điếu và miếng đồng luôn, điếu inox và miếng đồng luôn. 50.000, 50.000 một điếu. Điếu inox và miếng đồng này, thao này, đồng thao này, điếu đồng nha. Anh em mua điếu đồng nó, điếu đồng cho mình nha. Điếu đồng này là giá 50. Mình không có tặng bát nha, nhưng mà mình vẫn tặng luôn. Cái này bán không tặng bát nhưng mình vẫn tặng luôn anh em. Đó. Mình nói đâu ra đó đàng hoàng. Còn ổ này, ổ này là thay cho tất cả các loại bếp luôn. Ổ đơn là một điếu nó ra một nhỏ như gì nè, là anh em cứ mua ổ này về anh em thay vô bình thường ha. À, còn cái này là anh em đút vô ha, đút vô cái vô gì nè, là anh em gạt qua gạt lại chỉnh lửa ha, chỉnh cho lửa đẹp, lửa lọ không lọ đó. Một ổ đơn như vậy này mình chưa ổ đơn anh em, trong đây nó có IC rồi đầy đủ. Một ổ như vậy là giá 50.000, mình sẽ tặng cho anh em một cái miếng gòn luôn nha. Đó, miếng gòn ổ luôn 50.000. Đó. Còn mấy cái này là mình tặng bát hết nha. Điếu đồng này là điếu, nói chung là mấy cái này là anh em mua bao nhiêu cũng có nha. Đó. Còn mỏ hàng bên đây mình còn nè anh em 55.000 cây ha. Còn chì hàng bên đây anh em nào mua chì hàng loại 80 có nhựa thông ha, với chì 70 rồi đó, thì anh em mua mình tặng cái miếng bọt biển luôn. Đó, mình tặng cái miếng bọt biển này luôn nè. Dư mình không bán, 5.000 bán chi, tặng cho anh em xài. Đó. Còn bên đây là IC bếp ga mini, chục giá 80 nha. Còn nút số 4 này là chục giá 90 nha anh em, một cái 9.000. Còn nút số 5 này là chục giá 101 ha. Ít hôm nữa mình về vít lùng này mình bán nè anh em. Vít lùng này là 45.000 một cây. Vít lùng này nó có trợ lực nha anh em, 45.000 cây, nó có cái đầu trợ lực bên đây. 45.000 cây, ít hôm nữa hàng về tới nữa. Vít lùng kia còn nhưng mà mình về thêm loại vít lùng này mình bán nữa. Hai đầu nha anh em, đầu vít dẹp và đầu vít ba ke. Rồi, chân này. Đây. Cái này nó có cái đầu trợ lực bên đây, thì anh em cứ nhét vô ha, anh em cứ nhét vô bên hông này anh em xài đó. Vít lùng nó có đầu trợ lực ha, nhét vô dặn thoải mái ha. 45.000 cây vít lùng xanh nha. Còn vít lùng kia nó 50 nha đó. Còn bên đây là những cái bo điều tóc nha anh em, phan mài nha, phan mài động cơ đầu lam, thì nói chung ra hàng mới nhập về thì 70.000 bo nha. Điện vô là hai ngõ này, điện vô 220 hai ngõ này, còn điện ra hai điện ra đây, thì cứ ra máy mình xài là này, về câu ổ câu gì đó anh em xài ha. Còn bên đây là motor hoạt bình nha anh em, motor hoạt bình 12V đó. Mấy cái hoạt bình của mình đó, motor như vậy là giá 55.000 cái nha đó. Còn cái motor 24V này anh em nào mua đi nghe, 100.000 nha, tại vì motor 24V rất là cần nha anh em, cái này chạy rất mạnh luôn nha, lỗ cốt bự nha, chế phan mài rồi được nha đó. Anh em nào mua lấy ha, đẹp luôn, mới tinh luôn, còn chạy ngon lành luôn đó. Còn bên đây là mình bán ốp bạc đạn anh em, ốp bạc đạn Xiaomi, ốp bạc đạn, bộ ốp bạc đạn mình bán, mình nói bộ ốp bạc đạn anh em cứ nói bộ ốp bạc đạn đi, giá 55.000 bộ anh em, 55.000 bộ này ốp bạc đạn sẵn gì nè đó, 55.000 bộ trước sau ha, 55.000 bộ. Còn bên đây đâu rồi, bên đây là Xiaomi cao su. Xiaomi cao su này là một chục giá 80 nha anh em. Đó, Xiaomi cao su này là nó xài 608 nha anh em, bạc đạn 608 để chế quạt y gan vậy đó. Chế quạt bằng ống nước bình minh 34 bình minh là xài Xiaomi cao su. Còn Xiaomi nhôm này là chế hồi nãy ốp bạc đạn mình giới thiệu đó anh em. Đó, Xiaomi nhôm này là một chục 100 nha. Đóng vô vừa các bạc đạn luôn nha. Còn ở ngoài ví dụ như anh em về anh em đóng vô quạt nhà nó ở ngoài nó có già chút xíu thì anh em mài lại, anh em vũa lại nha. Vũa cho đều lại, hay hoặc là có máy cắt gạch, máy cắt cầm tay đó anh em, để bánh nhám vô anh em suốt nó mau hơn, thấy vừa phập vô phần nữa cứ đóng. Còn đây là dây 5 màu nha anh em, dây 5 màu, dây cuộn điện, anh em muốn mua bao nhiêu cũng có nha. 1 mét giá 20.000, nó có bột dưỡng dây luôn đó. Đang để mình để cái này vô, mà để ba cái này vô. Đồ bên đây nói chung ra là nhiều lắm anh em, mình chứa, mình không có chỗ chứa. Còn bật đạn đó, bật đạn KK ga băng nha anh em, KK ga băng một cây là 120.000, bật đạn đỏ đó, nó như gì nè anh em, để mình chút ra đó. Đây, một cây 120.000, chất lượng luôn nha anh em, 608 nha, là nó xài cho mấy cái này nè,
chế quạt nè, đó sơ mi nhôm và nó luôn, cây ca ga băng một cây 120.000, còn cốt bạc lỗ, cái này là mình kêu bộ nghe anh em, 1 2 2 2 cục bạc, cốt bạc lỗ để xài quạt đó. Thì cái cốt lỗ này nó đa năng, thì một bộ như vậy là 10.000 đó, vừa xài phe vừa xài chột ha, ở trên cánh vừa có chẹt luôn, có chẻ luôn, bộ 10.000 chục 100.000 anh em. Mấy cái này bán chơi cho có thôi chứ mấy này bèo lờ meo. Còn bên đây là motor đảo, motor đảo một chục giá 230.000, một cái giá 23.000 anh em, một cái giá 23.000, 23.000 một cái. Còn bên đây là bách sắt motor đảo cho quạt các anh em, bách sắt thì một chục giá 101, một cái giá 11.000. Còn bên đây là đế gác mỏ hàng nha anh em, mua bao nhiêu cũng có nha, lúc nào cũng có cái hàng, mấy hàng này có. Một cái đế như vậy là 350 cà gam. Đây. Một cái đế 350 gam nha anh em. Nè anh em xem cái căn nè. Đó, không nói dốc anh em đâu. Thấy không? Nè, cái căn này anh em xem nè, gần 400 gam luôn nè. Ủa sao này gần 400 gam dữ trời. Cái căn này đâu có gì hết. Gần 400 gam cái đế luôn anh em. Rất là dày luôn, một đế 45.000 nha anh em. Nha. Đế này anh em mua về anh em gác mỏ hàng đa năng nha, mỏ hàng lớn, mỏ hàng nhỏ rồi anh em gác được hết luôn nha. Một đế như vậy 45.000. Đó. Còn gúng nồi cơm điện 145 bên đây là một chục giá 140 nha anh em. Gúng sáp cũng vậy. Núm nắp nồi cơm một chục giá 140. Còn K3 2.5, K3 30. 30 này là một chục giá 100 nha anh em. K3 30 chục giá 100, còn K3 2.5 mi một chục giá 80. K3 2.5 mi một chục giá 80, còn K3 2 mi thì một chục giá 70. Ha. Yeah. Còn K3 1.5 mi á thì là một chục giá 90, còn hâm nồi cơm này một chục giá 90. Anh em mua bao nhiêu cũng có nha, tại vì mình nói mấy cái mặt hàng mình không có đem ra. Đó, còn công tắc nồi cơm này là một chục giá 80. Ha, công tắc ba cháu nghe. Đó. Công tắc nồi cơm một chục giá 80. Còn cổ treo và cổ bàn này là một chục giá đồng giá nghe, 70. Công tắc số, công tắc treo cũng đồng giá chục 70. Đó. Gù đảo này là một chục giá 30. Anh em mua bao nhiêu cũng có. 100 200 gì cũng có nghe. Rồi nói chung ra mình giới thiệu sơ sơ các mặt hàng đó anh em. Còn dây điện này ba cháu nè. Đó, bên đây mình bán chạy lắm anh em. Mới đây là còn nhiêu nè. Đó, nữa mình nhập về nữa. Dây điện ba cháu nồi cơm thì anh em muốn lấy bao nhiêu cũng có nha. Một cộng giá 30 thay cho các loại đồ luôn nha anh em. Ba cháu ghim nha, muốn thay cái gì cũng được hết. Thay là xài, thay là xài. Siêu sắc thuốc, bình thủy điện, nồi cơm điện, các cái đều xài dây này nha anh em, một cộng 30.000. Cộng này như nó cả mấy tám á anh em. Còn bo điều khiển từ xa tiếng Việt bên đây mình còn nhiều nha anh em. Đó. Một bộ như vậy là giá 65.000 anh em, chế cho quạt, hoặc treo, hoặc đứng, hoặc bàn ha. Đó, chế cái cho quạt nào cũng được nha anh em. Đó. Cái này chế anh em xài điều khiển đầu mót ha. Một bộ như vậy nó gồm có cái bo và cái đầu mót là giá 60.000 anh em. Đầu mót là tiếng Việt mình mới kêu là bo tiếng Việt nha. Đó. Bật tốc độ là anh em bấm lúc này nè, bấm 1 2 3 là lúc này. Còn cái thời gian là ở trên, còn cái dưới là lắc, lắc là đảo đó anh em, đảo là ta xài motor đảo này nè. Còn cái gió này, chữ gió này á là anh em bấm hồi nó hoặc yếu hoặc mạnh. Còn cái chữ dưới tắt hẹn giờ gì đó, còn cái chữ dưới là tắt luôn. Đó, một bộ 65.000. Bo điều khiển từ xa tiếng Việt 65.000. Đây là cái bo nó nè anh em. Đó. Bo nó rất là chất lượng nha, hàng ở đây mình bán hàng chất lượng không. Đó. Anh em chế vô rồi anh em móc cái lỗ bằng chiếc đũa anh em, đầu đũa ăn anh em đưa lót mắt ra ngoài trước nè. Anh em điều khiển ha. Anh em cứ cho lót mắt ra trước chút xíu nè. Đó, ra trước thân quạt ló lỗ gì thôi là anh em điều khiển thoải mái. Đó, rồi thôi mình giới thiệu sơ sơ các mặt hàng thôi. Còn máy sạc bình là 250.000 một cái nha anh em. Thì máy sạc bình mình đã hết rồi.
Thì anh em mua hàng thì cứ đặt nha. Thì nó đang về, có thể là ngày mai nó về tới. Anh em muốn đặt bao nhiêu cũng có nha. Thì máy máy sạc bình 12V đó, từ 4A cho đến 100A. Là một cái 250k nha anh em, cứ đặt hàng đi là mình có, mình giao liền luôn. Đó, lúc nào cũng có nha anh em. Đó, không có mình cũng chia của anh em mình lại mình giao, tại vì nói chung ra là đồ ở đây lúc nào cũng phải tranh thủ để có giao cho anh em, khi thằng này hết thằng kia có thì lấy giao cho anh em liền chứ không có để hết. Rồi, chào các bạn nha. Rồi các bạn nào mà mua vô mua ủng hộ mình ha. Còn vít vàng bên đây mình còn ít nha anh em. Vít vàng bên đây mình còn ít nha, vít vàng 50k nha. Rồi, chào anh em nha. Có mua hàng thì ủng hộ mình ha. Còn anh em nào thấy yêu mến kênh của mình, xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Cái số điện thoại mua hàng, bán hàng thì mình để ở dưới cái tựa đài. Thì anh em nào muốn mua thì điện cho mình, hoặc là ghi đơn, chụp qua Zalo cho mình ha. Hoặc là nhắn tin, nhưng mà anh em mua anh em cho cái số điện thoại nào thường xài ha, để khi là bên giao hàng nó giao thì nó điện cho anh em nghe. Chứ để thôi cho số điện thoại mà nó điện không được là nó không giao, nó trả hàng về tội nghiệp mình. Nói chung buôn bán cũng kiếm đồng lời thôi anh em ơi. Cái đơn hàng đi đơn hàng về thì nó sẽ tốn tiền phí ship đó. Ví dụ như đi gửi cho anh em là 32.000 tiền phí ship hoặc là 35.000 tiền phí ship, mà khi anh em không nhận hàng là cái đơn hàng nó trả về là nó sẽ tính thêm mười mấy 20.000 tiền phí ship nữa, thì đó tiền đi và tiền về mình phải chịu luôn. Nó khổ cái chỗ đó đó. Thì anh em nào yêu mến mình mua hàng thật sự thì vô cứ mua đặt hàng, mình lúc nào mình cũng tin tưởng anh em thì mình gửi. Còn những anh em nào mà mua hàng mà bùm hàng á, mua hàng và bùm hàng á thì chuyến sau là anh em mua không được, tại vì mình không có bán nữa, tại vì mình có ghi số điện thoại lại hết đây nè. Những cái anh em nào mà mua hàng mà không nhận hàng ha, hoặc là nửa chừng chứng không nhận hàng nữa ha, là mình đều dán lên hết, là mình nhìn số điện thoại ha, hoặc là địa chỉ là mình biết liền. Đó, là không bao giờ mình bán nữa. Đó. Anh em nên nhớ là không bao giờ bán nữa. Và mình nếu mà mình biết anh em nào mà mua hàng mà không nhận hàng, ví dụ như anh nào mua hàng mà không nhận hàng là rồi bắt đầu là bùm hàng là hàng trả về, là mình anh em mình sẽ cho, mình sẽ điện cho thằng em mình hay liền à, cái người này mua hàng sẽ bùm hàng, ngay cả thằng em mình qua thằng em mình mua thằng em mình cũng bán luôn đó. Nói cho các bạn biết trước, anh em biết trước á, mình muốn mua bán về lâu hay làm ăn đâu đó đàng hoàng, thì nói chung ra những anh em nào cần mua hàng thì vô ủng hộ mình ha, mình rất là biết ơn. Chứ bán đơn hàng không lời bao nhiêu anh em ơi, cuộc sống mà ai cũng mần cũng ăn ha. Rồi thôi, chào tạm biệt các bạn nha. Anh em nào đặt hàng, tranh thủ đặt hàng ha. Bên đây linh kiện đồ quạt mình là lúc nào cũng có đầy đủ cho anh em ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.